Cuộc xung đột ở Ukraine chứng kiến màn thể hiện nghèo nàn của không quân Nga khi không thể thống trị tuyệt đối bầu trời dù có sức mạnh vượt trội. Theo tờ Business Insider, giới chuyên gia nhận định hoạt động hiệu quả của hệ thống phòng không mặt đất của Ukraine đã cản bước không quân Nga hiệu quả. Tuy nhiên, một số tài liệu bị rò rỉ của Mỹ gần đây xác nhận các suy đoán cho rằng Ukraine đang cạn kiệt vũ khí phòng không. Nga có cơ hội. Ông Dara Masikot, chuyên gia về quân đội Nga tại tổ chức tư vấn RAND Corporation của Mỹ nhận định rằng không quân Nga vẫn bảo toàn lực lượng. Theo ông, dù Nga đã mất một số phi đội trực thăng và máy bay cánh cố định, nhìn chung đó chỉ là một tỷ lệ phần trăm nhỏ so với toàn bộ lực lượng. Đồng quan điểm trên, một bài viết trên tờ The Wall Street Journal cũng cho rằng dù Moskva đã mất hơn 70 máy bay trong cuộc xung đột nhưng hầu hết lực lượng không quân còn nguyên vẹn. Ngoài ra, Nga còn một lượng lớn bom không điều khiển có thể sử dụng một khi hệ thống phòng không Ukraine quá suy yếu. Theo ông Justin Brunk, chuyên gia không quân tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh RUSI, không quân Nga vẫn đang cố gắng phá hủy lưới phòng không của Ukraine, vốn chủ yếu là các hệ thống tên lửa chiến thuật SAM. Chuyên gia Brunk nói nếu mức độ hiệu quả của hệ thống SAM suy yếu, máy bay Nga sẽ hoạt động tích cực hơn nhiều. Phương Tây hỗ trợ gì? Theo The Wall Street Journal, Mỹ và đồng minh đang nỗ lực củng cố năng lực phòng không của Ukraine sau khi Nga tung nhiều đợt tập kích tên lửa khiến kho dự trữ của Kiev suy giảm. Ngoài ra, việc hỗ trợ cũng nhằm giúp Kiev giành lợi thế tốt nhất trong đợt phản công tiềm năng sắp tới. Theo ông Ian Williams, nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ, thành bại của Ukraine phụ thuộc vào khả năng ngăn chặn máy bay chiến đấu Nga. Các quan chức Mỹ cho biết Washington đã cung cấp các hệ thống phòng không cho Mỹ sản xuất, thu thập tên lửa thời Liên Xô từ nhiều nguồn khác nhau và huấn luyện binh sĩ Ukraine cách bắn tên lửa một cách chọn lọc hơn. Cụ thể, Mỹ đang hợp tác với 7 quốc gia để cung cấp hệ thống phòng không IHAWK do nước này sản xuất cho Ukraine. Lầu Năm Góc cũng đã ứng biến bằng cách cung cấp tên lửa chống hạm Sea Sparrow cho các hệ thống Buk mà Ukraine được kế thừa từ Liên Xô. Mỹ, Na Uy và Đan Mạch đang gửi các tên lửa không đối không AMRAAM để sử dụng với các bệ phóng phòng không NASAM của Ukraine. Hệ thống phòng không Patriot tiên tiến mà Mỹ cung cấp cho Ukraine cũng đã được triển khai. Mới đây, hệ thống này được cho là đã bắn rơi tên lửa bộ siêu thanh Kinzhal của Nga trên bầu trời vùng Kiev. Theo ông Sam Jarab, chuyên gia về Nga và Ukraine tại RAND Corporation, các quan chức phương Tây cũng đề xuất Kiev liên tục di chuyển các bệ phóng tên lửa để hạn chế rơi vào tầm ngắm của Moskva. Ông Jarab nói vệ tinh và máy bay giám sát của NATO cũng có thể cung cấp cảnh báo sớm cho Ukraine và cho phép các khẩu đội phòng không của nước này kịp thời bật và tắt hệ thống radar để tránh bị Nga phát hiện. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, Ukraine vẫn đang phải đối mặt với thách thức ghê gớm, đó là vừa phải bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự trước các cuộc tấn công bằng tên lửa, vừa phải đảm bảo quân đội đủ vũ khí để phản công. Chính vì thế, nếu kho tên lửa của Ukraine không được bổ sung đầy đủ, Ukraine sẽ rất khó đảm bảo đáp ứng trọn vẹn cả hai. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,